phụ lục. Trùng hưng chùa Nam Hoa ở Tàu Khê. Hư dân ghi: trong một mảy lông hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân, tận hư không, khắp pháp giới, chỗ nào mà không là đạo tràng? Một hòn đất, một hạt cát, việc gì mà không là Phật sự? Nói cho cùng thì động niệm liền trái, há có thể dùng ngữ ngôn văn tự để ghi chép? Nhưng đời có dời đổi, cõi giới có phương hướng, đạo có ẩn hiện, việc có phế hưng. Huống chi đạo do người hoằng truyền, nhân lý mà hiển sự. Muốn nối bước người trước, khai mở cho người sau, kế tục huệ mạng thắp truyền đuốc tuệ, lẽ nào không dùng ngôn ngữ văn tự để ghi? Tàu Khê là đạo tràng của Thiền sư Đại Giám, vị tổ đời thứ sáu, truyền pháp mạch Đông Sơn, mở rộng tông phong Nam Đốn. Một giọt nước Tàu Khê rưới khắp Hoàng Vũ, năm tông đua nhau trổ hoa, vang vọng đến nghìn năm. Dù âm thầm hay hiển lộ, thành Phật thành Tổ không biết đã bao nhiêu người. Muốn báo ân, phăng đến cội nguồn, hiển bày điểm cao tột, long trọng chuyển tải cho thế nhân, thì càng không thể không dùng văn tự để ghi lại. Hư dân tôi gần trăm tuổi mới đến được Tàu Khê, vì lục tổ ra tay quét sạch tệ trạng, tìm hiểu ghi lại những việc đã qua. Nhờ túc duyên mới tiến hành sửa sang chấn chỉnh. Song phải trải qua 10 năm trời, mọi việc mới dần dần ổn định. Phải dốc hết tâm lực, ra sức mỏi mòn, mới tạo thành quy củ nề nếp. Mong tăng đồ ngày sau gìn giữ được như thế này dài lâu, bảo tồn đạo tràng không làm suy thất, hầu báo đáp chút đại ân Phật Tổ, và chẳng phụ hùng tâm nguyện lực sâu dày của chư đàn Việt hộ pháp. Đó là những điều mà dân này luôn mong mỏi nơi hàng hậu lai. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 7, 1918, Mậu Ngọ. Dân tôi đang ở tại Kê Túc Sơn, Điền Nam. Ông Lý Căn Nguyên giữ chức đốc biện quân vụ ở Thiều Châu, lo tu sửa chùa Nam Hoa, gửi thơ đến tỉnh Điền mời tôi đến chủ trì việc này. Lúc đó do việc tôi với Kê Túc Sơn chưa xong, đành cảm tạ từ chối. Đến năm Dân Quốc thứ 17, 1928, Mậu Thìn, tôi và cư sĩ Dương Cửu Linh cùng sang Hương Cảng. Lúc này chủ tịch Quảng Đông là Trần Minh Xu đến Châu Giang cũng mời tôi trụ trì Nam Hoa. Nhưng trước đó Bộ trưởng Hải quân là Dương Thọ Trang, Phương Thanh Đào thấy chùa Cổ Sơn cần phải chỉnh lý gấp nên phái người sang mời tôi. Do dân này buổi đầu xuất gia tại Cổ Sơn nên không thể từ chối, phải đến đó. Trải qua nhiều năm vất vả gian nan mới tạm chỉnh quy chế xong. Đến tháng 4 năm Dân Quốc 23, 1934, Giáp Tuất, chư tăng ở Quảng Đông như Kính Thiền, Chí Thanh, Phượng Quả đến tham lễ Cổ Sơn than thở: Phật pháp ở Quảng Đông suy di đọa lạc thậm tệ, còn tổ đình thì đổ nát, họ muốn mời tôi đến đó trùng hưng. Tôi chưa quyết định thì ngay trong đêm nằm mơ liên tiếp 3 lần thấy lục tổ giục mình về Nam Hoa. Ngày kế tôi thuật lại điềm mộng cho mọi người nghe, ai cũng cho là hy hữu. Vài hôm sau, Lý Hán Hồn, nay là chủ tịch phủ Quảng Đông, gửi điện thỉnh tôi đến trụ trì chùa Nam Hoa. Mọi người nghĩ việc này ứng hợp đúng điềm mộng nên đồng thúc tôi đi. Tôi xin ông Lý 3 điều. 1. Mong rằng chùa Nam Hoa, đạo tràng của lục tổ, vĩnh viễn là chốn tùng lâm 10 phương cho tăng chúng ở. 2. Xin kêu gọi những con cháu sơn môn từng trú đóng trước đây đồng ý nhượng giao và ra ngoài ở, chứ không ép buộc. 3. Những tài vật thuộc chùa sở hữu, từ việc xuất nhập, thanh lý sản nghiệp, giao thiệp, tranh tụng,
đều do thí chủ phụ trách. Nếu như ba điều này được chấp nhận thì tôi sẽ đến đấy xem xét. Ông Lý đánh điện trả lời ưng thuận và cử bí thư Ngô Chủng Thạch qua Hương Cảng, Quảng Châu đi cùng với đoàn tu sĩ, Phật tử, hơn 10 người đến Cổ Sơn rước tôi. Tôi đến Quảng Đông thăm Tào Khê, lễ tổ đình, xem xét hình thể, địa thế. Thấy chung quanh đều bị dây bích, hướng Bắc nhìn chẳng hợp cách, nên bảo ông Lý rằng việc này phí tổn rất lớn, kéo dài dằng dai, bần tăng sức lực mỏng manh, e khó đảm đương chu toàn. Lý hỏi, nghĩa là sao? Tôi đáp, chùa này là tổ đình nổi tiếng trong thiên hạ, mà nay tàn phế thế này, chẳng thể trùng tu một lần mà xong hết. Muốn thiết lập lại cho có trật tự, làm cho đúng pháp, chỉnh chu, thì công trình này chưa kể là phải kéo dài nhiều năm, mà sở phí tốn có đến mấy mươi vạn kim, e khó bề lo nổi. Bần đạo làm thế nào mà lo liệu an bài đây? Ngài ráng nhận đi, con sẽ tận lực lo phụ. Thế là bản thiết kế được phát họa để tham cứu. Tôi vì quý trọng tổ đình nên phải hứa nhận. Lúc ấy là ngày mùng 2 tháng 8 năm Dân Quốc 23, 1934, nhằm ngày Thánh Đản Tổ Sư. Sau đó tôi từ chức ở Cổ Sơn, cúc cung tận tụy tiến hành công việc nơi tổ đình Tào Khê. Trước hết phải đo lường hình thể toàn núi. Đầu niên hiệu Thiên Giám Nhà Lương, Tôn Giả Trí Dược, Tổ Khai Sơn Tào Khê cho xây ngôi Bảo Lâm Thiền Tự. Nền móng này xưa nằm bên mé tả, giờ thuộc bên dưới tỉnh xá Nam Hoa. Đến năm Nghi Phụng đầu tiên 676, nhà đường, lúc Lục Tổ đến đây thì chùa đã trải qua 170 năm. Lúc đó ngôi chùa cũ đã hư nát, dùng núi này thuộc về tài sản riêng của họ Trần. Bây giờ phần mộ ông bà của Trần Á Tiên đang an táng bên hữu chùa. Lục Tổ muốn khôi phục lại chùa cũ, ngài cảm được Tứ Thiên Vương xuống phân định ranh giới. Trần Á Tiên xin cho họ giữ lại phần mộ, còn bảo tồn đến ngày nay. Do vậy mà khi Lục Tổ xây chùa thì ngoài tường chùa là mộ tổ Trần Á Tiên, phía hữu mộ là đầm rồng. Lục Tổ đã hàng phục con rồng và nó bỏ xác tại đây. Tổ định lấp cái đầm này để làm tăng đường, nhưng việc tiến hành chưa được phân nửa thì Tổ đã nhập diệt. Sau đó đệ tử phụng thờ nhục thân ngài cho xây tháp trước mộ tổ Trần Á Tiên. Mới đầu vì là tháp cây nên chẳng thể làm cao. Đến đời vua Hiến Tông năm Nguyên Hòa thứ 7, 813, vua ban Thụy Tổ là Đại Giám Thiền Sư, tháp tên Nguyên Hòa Linh Chiếu, đặt cách cho tu bổ và bài trí lại. Đến đời vua Tống Thái Tông, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc năm đầu, 974, vua ban Chiếu truyền xây ngôi tháp mới 7 tầng cho Tổ. Sự thay đổi này có ghi vào bia. Tên tháp mới này là Thái Bình Hưng Quốc. Từ đó về sau, dù tháp có trải qua nhiều lần tu sửa, vẫn theo nền cũ. Người sau quan sát thấy tháp cao ngất đè lên mộ tổ của Trần Á Tiên. Không rõ sự thật về chuyện đã qua, nhưng căn cứ vào hình thể mà nói thì toàn ngôi tháp đè lên phía tây hữu của chùa, làm trở ngại sự co giãn, nên cả trăm phòng con cháu đến đời Minh chỉ còn hơn 10 phòng. Đọc sơ Nam Hoa sử lược, dân tôi chẳng thể xếp sách, thở dài mãi. Mùa thu năm Canh Tý, vạn lịch thứ 28, 1601, ngài Hám Sơn Đức Thanh khi đến đây trùng hương tổ đình, muốn lấp đầm rồng, nên đã thống nhất vị trí phương hướng các ngôi kiến trúc lại, thu lại hướng núi Chánh. Ngài làm ngót 8 năm, công trình mới tiến hành được một nửa, thì gặp ma sự phải bỏ đi. Sau đó tuy ngài có trở lại nhưng không lâu lại viên tịch. Đọc Mộng Du Tập, Thệ Nguyện Văn, ngài Hám Sơn viết hy vọng hàng hậu bối sẽ trùng hưng, hoàn thành tâm nguyện ấy giúp ngài. Tính đến nay đã 300 năm rồi. Vào niên hiệu Khang Hy đời Thanh, chùa tuy có được Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ trùng tu lại, song theo nhận xét của các nhà nghiên cứu địa lý thì hồ rồng được lấp kín,
toàn bộ điện đường chùa được dời qua bên hữu mộ tổ Trần Á Tiên, còn bảo tháp linh chiếu thì trấn ngay tay tả của trụ chùa. Thêm nữa, suối Trạc Tích phun ra từ miệng voi, nằm ngang sau núi là răng voi nên chùa chủ tựa vào núi. Từ khi ngài Hám Sơn bồi đắp đến nay, trải qua nhiều người tu sửa, họ chẳng khảo sát mạch núi, không lưu tâm đến thế tựa núi của chùa, để dòng chảy nơi cầu phi tích mặc tình đâm thẳng vào sau chùa. Đây là điều tối kỵ thứ nhất. Bên hữu đầm rồng có một gò nhỏ, hình dạng giống mũi voi, liên hệ đến gò bạch hổ trong chùa. Song gò này bị đào đứt nhiều chỗ, bao quanh không kín, thiếu sự che chở. Đây là điều tối kỵ thứ hai. Phía ngoài, con đường toán khê trũng như thung lũng và bị đào khuyết gây lõm nhiều chỗ, hứng trọn gió bất mà không có rừng cây ngăn che. Đây là điều tối kỵ thứ ba. Còn phía trước và sau chùa, thế tựa chẳng được chánh. Ngày trước, lối vào sơn môn, tức chỗ cây chương cổ thụ phía tây khu rừng hiện nay, ở đó có cái hố rất sâu, hiện giờ là cổng trước tàu khê. Đã vậy còn thêm dãy mồ mã gò nổng nằm ngổn ngang do chôn cất bừa bãi, cảnh lộn xộn lồi lõm nhìn rất chướng mắt. Cõi u hay minh đều bất an, đây là điều tối kỵ thứ tư. Cái giếng La Hán ở dưới lầu Dân Hải thuộc phía tây điện Thiên Dương cũ. Bên hữu giếng có một gò cao chạy quanh co dòng dèo đến cổng điện Thiên Dương, tạo thành thế bạch hổ vỗ bụng. Đây là điều tối kỵ thứ năm. Còn núi lớn mặt sau chùa, tuy gọi là song phong nhưng thực chất rất yếu, vì thế tựa của chùa chẳng chánh, lại lấy phần lõm khuyết làm lưng, khiến con cháu ngày càng suy di. Lúc dân tôi đến Tào Khê, phòng ốc có 5 ngôi mà con cháu sơ môn trụ chẳng được 10, vì họ chẳng ở trong chùa, ai cũng có gia đình. Họ thường trú trong làng, lo trồng tỉa, cày bừa và chăn nuôi, sống hệt như người thế tục. Ngay cái chức tăng hương đăng trong nom điện tổ là người do dân làng cử đến. Mỗi năm vào tháng 2 và tháng 8 dỗ tổ, nếu có thu nhập gì thì dân làng quản hết. Họ giết mổ, ăn uống, cờ bạc, hút sách, phóng uế bừa bãi, đất đầy phân người lẫn phân thú, hơi thối sông nồng nặc đến nỗi ai đi qua đây cũng phải bịt mũi. So với tình trạng thời ngày Hám Sơn mô tả còn kinh khủng hơn nhiều. Đức Lục Tổ, thiền sư đại giám của chúng ta, bậc được tán tụng là đạo ngang nghìn Phật, đức trùm hàm linh, chiếu soi đời sau đến vô cùng. Vậy mà ngay nơi đạo tràng thờ nhục thân ngài là chốn gương mẫu tiêu biểu, chưa đầy trăm năm đã bị suy tàn đến thế. Tuy nói dự tính của người khó thể bảo tồn, nhưng chính địa hình bất lợi cũng gây ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chuyện khảo sát về âm dương, sông suối chẳng phải là hư vọng. Tôi xem xét xong xuôi mới bàn với ông Lý, trước phải định hình thế, vẽ họa đồ rồi khai triển rộng ra. Ông Lý cùng ông Ngô lo chôn đá đánh dấu ranh giới nền chùa, ấn định khu vực rừng, khuôn viên chùa. Đất núi có 500 mẫu giao cho chùa kiến trúc. Dân này không thể không dốc hết tâm sức để thực hiện chương trình đã hoạch định. Khi dân tôi đến núi, trừ điện tổ, bảo tháp, am tô trình là còn nguyên, nhưng đại điện, lầu kinh, phương trượng, tăng đường đều mục nát hư hoại hết. Vì không còn chỗ cho chúng ở nên phải dựng tạm 20 ngôi nhà tranh để làm nhà khách và chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho thợ thuyền, tu sĩ, Phật tử. Trước khi trùng tu điện tổ, cái khám cây, tổ ngồi trong điện do trải qua nhiều năm bị mối ăn hư hết nên phải thỉnh thánh tượng nhục thân của tổ ra ngoài để làm cái mới, theo kiểu tháp vua A Dục, tức là làm một cái khám cho tổ ngồi, còn bốn bên phía ngoài thì dựng tượng bốn vị đệ tử tổ như Nam Nhạc, Thanh Nguyên, Pháp Hải, Thần Hội cho đứng hầu bốn bên. Nam Nhạc và Thanh Nguyên là hai vị đệ tử thượng thủ lúc tổ còn sinh thời,
năm tông phái thiền cũng từ hai ngài mà lưu xuất. Pháp Hải là vị đã biên chép quyển Pháp Bảo Đàn. Còn Thần Hội là người đại chấn đốn giáo tại Hoạt Đài, tương tự như bốn vị thánh bên đạo Khổng vậy. Ngoài ra, hai bên điện tổ, tôi cho xây Đông Hiền Điện, Tây Hiền Điện, dựng tượng chư vị tổ sư có công với đạo thuộc năm tông, giống như 72 vị hiền triết bên cửa Khổng. Tào Khê là quê hương của thiền môn, nên đầu tiên phải định danh, định vị lại cho rõ ràng. Trước điện tổ, bên tả thờ Thánh Phụ, Thánh Mẫu, song thân tổ. Bên hữu thờ Thần Già Lam. Giữa có đặt tửu đình của thị giả Linh Thông, không phải để thờ mà là ghi lại việc đương thời ngài Hám Sơn đã cấm tuyệt không cho Linh Thông uống rượu nữa và khuyên ông gắng sức thêm. Còn dục thân ngài Hám Sơn trước đây tuy được đặt trong tháp Linh Chiếu, nhưng tượng đồng Bồ Tát Quán Âm cao một thước tư lại đặt phía sau ngài Hám Sơn, sắp vậy là không đúng. Riêng nhục thân ngài Đan Điền trước đây đặt ở trái Đông Điện Tổ, chỗ này lại bị trưng dụng làm chỗ trú binh, lâu ngày dơ uế không chịu được. Tôi cho xây Báo Ân Đường trước thờ song thân Lục Tổ, còn hai bên Khám Tổ tôi cho xây thêm hai khám nữa để thờ ngài Hám Sơn bên tả và thờ ngài Đan Điền bên hữu, còn xây thêm Điện Già Lam để thờ Thần Già Lam. Nhóm thị giả của Linh Thông thì cho ở phía trong và phế bỏ cái bàn rượu của ông ta. Tôi cho xây tòa Quan Âm Đường bên phía tây điện tổ và trước thánh tượng Quán Âm ra đây thờ. Tổng cộng có 15 gian. Dựng nhà vệ sinh cho chúng ngoại trú cùng các ngôi nhà lặt vặt khác là 9 gian. Nhà vệ sinh cho chúng nội trú cộng với nhà tắm là 7 gian, xây chỗ ở tạm dành cho chư ni đến thọ giới. Đem tượng đồng của Lục Tổ ở trong phương trượng đặt vào tháp Linh Chiếu. Tượng này nguyên ở chùa Đại Giám, Thiều Châu, vì chùa bị cháy nên mới rước về Nam Hoa. Phía sau điện tổ, xưa là am Tô Trình. Chỗ này do quá nhớp nhúa nên phải tẩy uế, cho dọn dẹp sạch sẽ rồi mới khởi sự xây lại. Còn cất thêm tầng gác ăn thông với điện tổ, tạm làm phương trượng. Phía đông của phương trượng có một gò đất, đào đất này để bồ vào sơn chủ. Cất thêm dãy lầu cao 2 tầng, mỗi tầng có 5 gian, chia làm tổ đường. Thờ lịch đại tổ sư cùng bài vị, văn bia của những vị từng trụ trì chùa Nam Hoa. Tình hình nội bộ đã định xong, tôi bèn lên kế hoạch sẽ tuần tự thực hiện 10 việc. 1. Sửa lại dòng sông để tránh thế hung sát. Tôi nghiên cứu thấy con sông Tào Khê chảy từ phía đông núi Thiên Dương, uốn lượn ra mặt tiền chùa, còn phía tây chảy đến cầu Hồng Quang thì đổ xuống vùng Mã Bá. Sông nằm cách cổng chùa hơn 140 trượng, 1940 mét. Do nhiều năm không tu sửa nên bị cát đá ùn tắc, gây nghẽn và xẻ dòng nước chảy đổi sang hướng bắc, thế như đâm vào đại lộ chính trước chùa, bắn thẳng vào hướng cổng chùa, nhìn rất phản cách. Cho nên, việc trước nhất là phải chuyển đổi dòng sông, khôi phục lại đường chảy cũ để tránh thế hung sát. Mùa hạ năm Dân Quốc 24, 1935, Ất Hợi. Tôi bỏ công nghiên cứu thẩm định lại dòng nước để khởi sự đào đường mới cho con sông, lấp hướng đi cũ của nó. Toàn công trình này tính ra dài hơn 870 trượng, sở phí kết xù. Định sáng mai khởi công thì ngay trong đêm 20 tháng 7, trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, nước chảy tràn bờ, xẻ dòng sông sang hướng mới. Còn dòng cũ bị bùn đất, cát sỏi bồi lấp cao lên, biến thành một con đường thẳng tắp hình chữ nhất trước chùa. Đây là nhờ sức thần phụ giúp, chứ dân tôi thật chẳng có công lao gì. Ngày nay nhờ phù sa dòng nước bồi đắp, phía trước chùa cây cối xum xuê, chẳng còn dáng vẻ phản cảm như trước kia. 2. Sửa lại chủ thể hướng núi cho chánh. Hồi trước sơn môn nằm về phía tây cây chương, muốn đi ra hay vào tất phải lách tránh cái hố sâu,
nhìn chẳng ra dãy chánh điện có đường chính hay cổng chính gì. Thêm nữa, ngoài sơn môn, dù có con đường lớn bằng phẳng, nhưng lại là khu nghĩa trang, phần mộ chôn cất bừa bãi, nằm lộn xộn ngổn ngang. Vì vậy, trước hết phải bốc dời mộ đi, ban đắp lại cho bằng, rồi đem số đất đá thừa đắp thành hộ vệ, cao khoảng vài trượng, hai bên tả hữu núi. Tôi chọn chỗ này làm cổng chính Tào Khê, phía ngoài phát rộng ra làm quảng trường trồng cây. Từ xa nhìn vào đã thấy cây cối tỏa bóng mát rượi, mây trắng phủ đất, đầy khí thế tùng lâm, hùng vĩ thanh tịnh. 3. Bồi núi chánh để tránh thế tọa không và đắp cao tả hữu để hộ sơn, tạo thành thế chỉnh chu cho cuộc đất. Chỗ chùa tựa vào núi, hình giống như con voi. Người sao đặt phương trượng nằm đằng sau núi lại chia cắt rời rạc, khiến hậu diện chùa rơi vào khoảng trống, không có điểm tựa, là thế vô chủ. Chùa nằm trên miệng voi, hai bên tả hữu nép phía dưới, khiến hàm voi bị san thành bình địa, âm dương chẳng phân. Phía bên hữu nối với mũi voi, đáng lẽ phải cao vót thì lại chia thành từng đốt, chỗ lồi chỗ lõm, còn bị người cắt đứt tại giếng Tỳ Lô, giếng ở phía góc tây thiền đường hiện nay. Riêng con đường chạy thẳng đến đầu sơn môn bị khuyết trầm trọng, rơi vào thế đại không, chung quanh trống lốc, không có cây cối che chắn, nên nếu nhìn xa thì thấy chùa nằm trơ dơ cô độc, không điểm tựa, còn nhìn gần thì phần dòi lại bị bít, thật đáng tiếc. Dân tôi cho san bằng các điện đường cũ cùng hành lang, phần đất đá dư được đem đến bồi ba chỗ. Bên hữu cao hơn tả để tạo hình dòi voi, hơi cong về hướng đông để tạo thành chỗ uốn cong của cái dòi. Khoảng giữa cho đào hồ sen là chỗ hút nước của dòi voi, và đắp cao phía sau núi tạo thành chỗ dựa vững chắc. Cả ba nơi này đều được trồng cây cối, hiện nay rất xum xuê sầm uất.